Chào mừng các bạn trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP 2000 phiên bản 15. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành bài tập số 3 là bài tập dạng cầu thang tương đối phổ biến hiện nay. Ở trong bài tập này thì các bạn thấy là chúng ta có một cái cầu thang như hình vẽ. Tải trọng trên hình chính là hoạt tải tác dụng vào cầu thang. Và tiết diện cầu thang trong bài này là 20 x 40, vật liệu vẫn là bê tông B20. Và yêu cầu của bài này là các bạn xác định nội lực ứng với tĩnh tải, tức là tĩnh tải là ở đây chỉ bao gồm cái tải, chỉ yêu cầu phần tải trọng bản thân của vật liệu bê tông cốt thép tiết diện 20 x 40 và của cái trường hợp hoạt tải của chúng ta trên hình vẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành cái bài này. Thì bài này thì các bạn đầu tiên các bạn cũng phải lựa chọn cái đơn vị phù hợp với bài chúng ta. Thì ở đây các bạn cho tôi là kilogram mét. Thì trong bài này tôi sẽ sử dụng để vẽ cái mô hình, thì chúng ta sẽ tạo một cái lưới, sau đó chúng ta sẽ vẽ. Thì có nhiều cách để có thể thực hiện được bài này, nhưng ở đây bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là vẽ lưới. Chúng ta sẽ dựng những cái lưới trước, sau đó sẽ vẽ cái mô hình của mình sau bằng cách sử dụng cái grid Oli này. Thì trong phần này có hai lựa chọn lưới: lưới đề cát vuông góc và lưới trụ. Thì các bạn chọn đề cát. Thì ở đây các bạn thấy là cầu thang chúng ta đang ở trong dạng phẳng, cho nên là lưới của tôi và các bạn sẽ tạo lập là theo phương X và phương Z, còn phương Y thì chỉ cần tạo lập một lưới là được rồi. Phương X thì các bạn quan sát hình ý, thì các bạn thấy là chúng ta cần ba cái lưới theo phương X đủ để xác định ba cái điểm quan trọng này. Còn phương Z thì các bạn chỉ cần xác định hai cái cao trình 0,0 và cao trình tại 1m8. Rồi chúng ta lưới phương X chúng ta cần 3, phương Y cần 1, phương Z chúng ta cần 2. Khoảng cách lưới theo phương X thì ở đây các bạn thấy là cầu thang của chúng ta ấy, có 2 nhịp, 1 nhịp 3m, 1 nhịp 1,5. Sau này chúng ta sẽ chỉnh lại sau. Ở đây tôi sẽ để là 3m. Phương Z là 1,8 này. Và phương Y các bạn để một số bất kỳ, các bạn ok đó. Chúng ta tắt cái mô hình 3D này đi. Ở đây nó đang ở mặt phẳng XY, thì các bạn nhìn, tức là mình nhìn từ trên xuống thì các bạn chỉ thấy một lưới như vậy thôi. Các bạn phải chuyển về cái mặt phẳng XZ thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Bây giờ các bạn sẽ phải đi chỉnh lại cái lưới này, chỉnh để sao cho nhịp của X đầu tiên là 3, nhịp thứ hai là 1m rưỡi. Ở đây các bạn thấy nó đang đều nhau. Để chỉnh lưới thì các bạn kích chuột phải màn hình, chọn Edit Grid Data và chúng ta chọn Modify để chúng ta chỉnh sửa. Các bạn chọn Spacing. Ở đây các phương X các bạn chỉnh lại cho tôi là 1,5 và các bạn ok. Và như vậy lưới chúng ta đã thu lại chuẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ. Để vẽ thì chúng ta sử dụng công cụ Draw Frame, tôi hướng dẫn các bạn rồi. Kích chuột phải vào đây, chúng ta tiến hành vẽ. Đó, các bạn phải kéo tiếp để vẽ nốt thành còn lại. Kích chuột phải ngắt lệnh và các bạn ấn Escape trên màn hình để thoát hoàn toàn ra. Như vậy ta được cái sườn rồi. Bây giờ ta sẽ đi gắn gối. Chúng ta có một gối cố định ở vị trí này và một gối di động ở vị trí này. Để gắn gối cố định thì các bạn bắt cái vị trí đầu tiên này vào. Các bạn chọn Assign Join Rotation. Và đây có cái gối, hình cái gối này là gối cố định. Các bạn chọn nó. Ok, ta được gối cố định. Tiếp theo ta sẽ gắn gối cố định vào cái điểm còn lại. Đây là lựa chọn gối di động.
Ok, như vậy là về mặt mô hình là chúng ta đã dựng xong. Đây chúng ta sẽ lần lượt đi khai báo vật liệu và tiết diện. Vật liệu thì giống như các bài trước. Bê tông B20. Ok. Và ta tạo đi tạo tiết diện. Gầm chúng ta là 20 nhân 40 cm. Còn nếu chọn vật liệu ở đây 40 cm, 20 cm. Ok, bây giờ ta đi khai báo các trường hợp tải. Trong bài này lưu ý chúng ta có hai trường hợp tải, một là tính tải, hai là hoạt tải. Tính tải thì các bạn để nguyên là dead và hệ số theo tiêu chuẩn 2.7 chúng ta là 1.1, bạn modify đi. Và một cái nữa là hoạt tải, để list cho ép thôi. Vậy chúng ta có hai trường hợp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi gán cái hoạt tải. Thì các bạn thấy là cái đoạn dầm đầu tiên này giá trị hoạt tải là 1.100 kg trên mét, đoạn sau là 800 và chúng ta có một cái lực tập trung đặt tại vị trí này. Rồi, chúng ta cùng nhau đi gán cái tải phân bố đều ở cái đoạn dầm đầu tiên. Các bạn nhớ chọn đây là hoạt tải, nếu bạn chọn dead thì tí nữa các bạn không thể xem được riêng rẽ hai trường hợp tính tải và hoạt tải. Nếu bạn chọn dead này tí nữa thì nó sẽ gộp chung tính tải cộng với cái hoạt tải này là một trường hợp tải và các bạn chỉ xem được một trường hợp như vậy thôi. Bạn không xem được riêng rẽ, bạn chọn riêng rẽ ra. Và giá trị đây là 1.100. Ok. Đây là 800. Ok. Và đây, vị trí này sẽ gán một lực tập trung. Các bạn bắt cái điểm đấy vào và chúng ta đi gán lực tập trung. Theo phương Z đúng nha. Giá trị là 2.700, ngược chiều phương Z thì các bạn phải nhập âm 2.700. Đó. Các bạn thể kiểm tra cái tải trọng tác dụng lên dầm này bằng cách kích chuột phải vào nó sẽ hiện lên các cái thông số, tất cả các thông số liên quan đến cái dầm này. Các bạn vào mục load thì các bạn sẽ kiểm tra thấy nó là tồn tại một cái trường hợp tải là hoạt tải và có cái tải trọng phân bố đều. Đây như này. Đấy là cách các bạn kiểm tra. Các bạn gắn vào thì hai cái kia nó tạm thời ẩn đi chứ thực ra nó không mất. Các bạn có thể hiện lại bằng vào cái display này. Các bạn show load outside theo frame. Đấy, các bạn chọn hoạt tải thì nó sẽ hiện hiện trở lại cho chúng ta. Và bây giờ các bạn sẽ chọn số bậc tự do cho nó. Chúng ta vẫn chọn cái XZ plane quen thuộc vì chúng nằm trong một mặt phẳng. Thế như vậy là bây giờ chúng ta có thể tiến hành chạy được rồi. Các bạn thấy chúng ta có 3 trường hợp dead là tính tải, hoạt tải này và model các bạn không chạy các bạn bỏ nó đi, không cho nó chạy. Chúng ta kích run now. Và đây là cầu thang. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem các cái thành phần phản lực gối tựa ứng, đây là ứng với trường hợp tĩnh tải đó. Và chúng ta sẽ đi xem phản lực gối tựa ứng với hoạt tải đó, đơn vị là kilogram trên mét. Các bạn có thể chuyển đổi trực tiếp đơn vị ở đây về cái ngắn hơn những kilonewton mét chẳng hạn, thì nó sẽ tự động nó chuyển đổi về chúng ta. Các bạn có thể ẩn cái trục đi cho chúng ta dễ quan sát. Thử các bạn có thể vào xem biểu đồ moment.
ứng với tính tải đó, rồi biểu đồ moment ứng với hoạt tải đó, rồi biểu đồ lực cắt ứng với hoạt tải. Rồi, còn để xem biểu đồ lực dọc. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn chúng ta chạy một cái cầu thang đơn giản và phổ biến hiện nay đối với nhà dân chúng ta. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.